Đảng Dân Chủ đang rơi vào tình huống hiếm gặp trong lịch sử bầu cử Mỹ vì Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng khi vòng sơ bộ đã kết thúc. Tổng thống Joe Biden đã quyết định không tái tranh cử sau màn tranh luận không tốt vào tháng trước và thất bại trong việc thuyết phục các thành viên Đảng Dân Chủ rằng ông có thể đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Quyết định này khiến Đảng Dân Chủ rơi vào tình huống hiếm gặp trong lịch sử bầu cử Mỹ vì ông Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng khi vòng sơ bộ đã kết thúc. Với tuyên bố rút lui của ông Biden, về lý thuyết thì các đại biểu Đảng Dân Chủ đã được trả tự do khỏi cam kết trung thành và họ có toàn quyền bỏ phiếu cho những ứng viên khác. Trong tuyên bố ngày 21 tháng 7, thì ông Biden cho biết ông sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành ứng viên của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bà Harris sẽ tự động trở thành ứng viên chính thức. Với tư cách là Phó Tổng thống đương nhiệm và là người đã cùng ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, bà Harris được đánh giá là ứng viên tiềm năng nhất. Một số gương mặt nổi bật có thể kể đến là Thống đốc California Gavin Newsom, Thống đốc bang Illinois J.B. Pritzker, Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer, Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro. Theo quy định của Đảng Dân Chủ, thì các ứng viên phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định để được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống. Họ phải thu hàng trăm chữ ký từ các đại biểu, ít nhất là 300 nhưng không quá 600 của một số bang, mỗi bang thì không quá 50 chữ ký. Chữ ký có thể đến từ các đại biểu trung thành đã cam kết bỏ phiếu cho ứng viên chiến thắng sơ bộ hoặc các siêu đại biểu. Mỗi đại biểu sẽ chỉ được ký vào một bản kiến nghị. Các ứng cử viên cũng phải đáp ứng một loạt yêu cầu được đặt ra trong quy định của đảng, bao gồm phải là thành viên trung thành của Đảng Dân Chủ và đã có được sự ủng hộ đáng kể để được đề cử làm ứng viên Tổng thống. Trong cuộc họp cuối tuần trước, thì các quan chức trong Đảng Dân Chủ kêu gọi bỏ phiếu trực tuyến để xác nhận đề cử ông Biden trước ngày 7 tháng 8, nhằm tránh nguy cơ kiện tụng tiềm ẩn. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa được phê duyệt. Một cuộc họp khác thì sẽ được tổ chức trong tuần này, và với quyết định rút lui của ông Biden, vẫn chưa rõ liệu Đảng Dân Chủ có tiếp tục kế hoạch bỏ phiếu trực tuyến hay các đại biểu sẽ bỏ phiếu ngay tại đại hội từ 19 đến 22 tháng 8. Theo các chuyên gia luật bầu cử, các ứng viên mới sẽ không gặp khó khăn gì trong việc có tên trên phiếu bầu của mỗi bang nếu họ được đề cử sau đại hội toàn quốc của đảng. Không giống như các ứng cử viên độc lập, các ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa không cần thu thập chữ ký để có tên trên phiếu bầu. Các đảng lớn thì được hưởng quyền tiếp cận lá phiếu tự động ở mọi bang của Mỹ nhờ sự nổi tiếng của họ. Mặc dù quy trình này khác nhau tùy theo từng tiểu bang, nhưng các đảng thường sẽ gửi tên của người được đề cử cho các tiểu bang. Ông Biden vẫn chưa được đề cử chính thức và Đảng Dân Chủ cũng chưa gửi tên ông cho các quan chức tiểu bang. Vì vậy, về mặt lý thuyết, ứng cử viên mới sẽ không gặp vấn đề gì với tên của mình trên lá phiếu. Ông Joe Biden hôm qua tuyên bố sẽ không tái tranh cử, đồng thời ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành người kế nhiệm ông trong cuộc đua bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc vào cuối tuần này. Người dân Mỹ đã có những phản ứng trái chiều sau khi Tổng thống Joe Biden quyết định rút khỏi đường đua bầu cử Mỹ sau vụ ám sát bất thành nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump cách đây một tuần. Quyết định không tái tranh cử của đương kim Tổng thống Joe Biden là điều mà không một ai, kể cả các chuyên gia hàng đầu, có thể dự đoán được trong năm bầu cử Tổng thống này. Theo chuyên gia Jemison của Reuters, việc ông Joe Biden rút khỏi đường đua cũng đồng nghĩa với việc cuộc tái đấu mà cử tri Mỹ không hề mong muốn sẽ không diễn ra. Dù ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là ai, thì rõ ràng giờ đây Đảng Dân Chủ đang có cơ hội đưa ra tầm nhìn về cải cách thực sự và kết quả tốt hơn cho tất cả người Mỹ. Phó Tổng thống Kamala Harris hiện là một trong những ứng cử viên tiềm năng của Đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới sau khi nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Joe Biden. Phát biểu ngay trong tối qua, bà Kamala Harris cam kết sẽ đạt được đề cử của Đảng Dân Chủ và giành chiến thắng. Nếu nhận được đề cử của Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris sẽ trở thành nữ chính trị gia da màu đầu tiên và là người Mỹ gốc Á đầu tiên lãnh đạo liên danh tranh cử của một đảng chính trị lớn. Trong một động thái cho phép bà tiếp cận các quỹ vận động tranh cử, chiến dịch Biden-Harris đã sửa đổi hồ sơ nộp lên Ủy ban Bầu cử Liên bang để đổi tên và tuyên bố bà Kamala Harris là ứng cử viên Tổng thống. Sự ủng hộ của Tổng thống Joe Biden dành cho Phó Tổng thống Kamala Harris giúp bà có lợi thế. Nhưng việc liệu bà có nhận được đề cử chính thức của Đảng Dân Chủ hay không lại là điều không chắc chắn. Bởi dù ông Joe Biden đã giành chiến thắng trong gần như tất cả các cuộc bỏ phiếu sơ bộ, nhưng ông vẫn chưa phải là ứng cử viên chính thức và không thể quyết định đơn phương. Ngoài ra, Đảng Dân Chủ cũng có rất nhiều ngôi sao chính trị.
Một số nguồn tin cho biết, Thượng nghị sĩ Joe Manchin, một chính trị gia độc lập ở bang Tây Virginia cũng đang cân nhắc việc tham gia tranh cử tổng thống. Trong khi đó, ở phía bên kia, Đảng Cộng hòa vừa chứng kiến một trong những đại hội toàn quốc ấn tượng nhất trong nhiều năm với việc chính thức bầu ứng cử viên tổng thống của đảng, công bố ứng cử viên liên danh phó tổng thống và thông qua cờ lĩnh hành động. Phát biểu với CNN ngay sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố từ bỏ cuộc đua bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới, ứng cử viên Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump đã không bỏ lỡ cơ hội công kích đương kim tổng thống, đồng thời đưa ra lời kêu gọi gây quỹ trong thông điệp gửi tới những người ủng hộ. Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất được đăng tải trên trang tin Politico, bà Kamala Harris đang bị ông Donald Trump dẫn trước ở Georgia với tỷ lệ 46-51, tương tự những gì Tổng thống Joe Biden đã thể hiện ở bang dao động này. Cuộc thăm dò được tiến hành trước khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua và ủng hộ bà Kamala Harris làm người kế nhiệm. Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự tôn trọng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua bầu cử. Ông Zelensky cũng cảm ơn ông Biden vì sự ủng hộ kiên định cho Ukraine. Ông Zelensky cho biết, các quyết định của Tổng thống Joe Biden trong nhiệm kỳ sẽ được ghi nhớ là hành động táo bạo để đối phó với thời điểm đầy thách thức. Ông Zelensky nhấn mạnh, tình hình ở Ukraine và châu Âu vẫn còn khó khăn, và ông hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ từ lãnh đạo tiếp theo của nước Mỹ trong tương lai. Dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, Ukraine đã nhận được hàng trăm tỷ đô la Mỹ dưới dạng hỗ trợ vũ khí và tài chính. Ông Biden ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực quân sự của Ukraine nhằm giành lại lãnh thổ do Nga kiểm soát. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng dẫn đầu liên minh quốc tế, chủ yếu là các nước châu Âu, để đẩy mạnh hỗ trợ Ukraine. Dưới thời ông Biden thì Ukraine đang trên con đường không thể đảo ngược để gia nhập liên minh quân sự NATO. Trước đó thì ông Zelensky và các quan chức Ukraine đã khẳng định Kiev sẽ hợp tác với Washington bất kể kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Theo tờ Politico, ngày 22 tháng 7, nếu được bầu làm Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, bà Harris sẽ nhậm chức với thành tích chính sách đối ngoại được xác định bởi nhiệm kỳ làm Thượng nghị sĩ bang California khi ông Donald Trump cầm quyền và thời gian chính trị gia này làm Phó Tổng thống dưới thời ông Joe Biden, một trong những Tổng thống giàu kinh nghiệm nhất lịch sử Mỹ về các vấn đề quốc tế. Trong hầu hết các lĩnh vực, bà Harris có thể sẽ tiếp tục nhiều mục tiêu chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden. Chính quyền Harris có thể sẽ tiếp tục các sáng kiến nhằm tăng cường liên minh ở châu Á-Thái Bình Dương trước sự trỗi dậy về địa chính trị của Trung Quốc. Đối với xung đột Israel-Hamas ở dải Gaza, bà Harris có vẻ thông cảm hơn với hoàn cảnh của người Palestine, một lập trường có thể xoa dịu các cử tri Mỹ gốc Ả Rập và những người khác đang gặp rắc rối trước sự ủng hộ của ông Biden đối với nỗ lực chiến tranh của Israel ở Gaza. Trong vấn đề xung đột Nga-Ukraine, giống như ông Biden, bà Harris là người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và được cho là sẽ chủ yếu tiếp tục các chính sách của ông Biden. Vào tháng 6 vừa qua, thì bà Harris đã đại diện cho Mỹ dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình cho Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức. Tại đây, thì bà Harris có cuộc gặp thứ 6 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ sự hợp tác xuyên Đại Tây Dương trong việc hỗ trợ Kiev. Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News năm nay, bà Harris cho rằng Ukraine có thể tiếp tục trông cậy vào sự hỗ trợ từ Washington khi chiến tranh kéo dài. Tại hội nghị an ninh Munich tổ chức hồi trung tuần tháng 2 năm 2024, bà Harris cũng nhắc lại cam kết của chính quyền Biden về việc hỗ trợ Ukraine tới chừng nào có thể. Bà Harris cũng là người chỉ trích các cuộc tấn công của Liên bang Nga nhằm vào thường dân Ukraine là tội ác chống lại loài người và cam kết sẽ buộc Moscow phải chịu trách nhiệm.